Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 8 đánh dấu tròn 25 năm ngày tái lập huyện Dầu Tiếng. 20 tháng 8 năm 1999, 20 tháng 8 năm 2024, từ một huyện nghèo của tỉnh Bình Dương, đến nay Dầu Tiếng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần chung cùng với các huyện, thành phố của Bình Dương vững bước đi lên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dầu Tiếng là huyện có diện tích tự nhiên thuộc diện lớn nhất tỉnh Bình Dương với khoảng 720 km². Khi mới được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1999, dân số của huyện này chỉ vỏn vẹn hơn 85.000 người, phân bố trên 10 xã và một thị trấn. Những ngày đầu mới tái lập, huyện gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Phát huy truyền thống anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng đã đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với các địa phương khác, đưa Bình Dương trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước. Tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất hàng hóa của huyện đạt gần 26.000 tỷ đồng mỗi năm, tăng 990 lần so với năm 2000. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gấp 100.000 lần. Thương mại dịch vụ đạt 7.900 tỷ đồng, tăng gấp 7.500 lần. Nông nghiệp đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng gấp 1.200 lần. Kinh tế của huyện giữ vững nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Gần 25 năm xây dựng và phát triển Dầu Tiếng, kế thừa những thành tựu trong những nhiệm kỳ đầu. Có thể nói đến giờ này Dầu Tiếng chúng tôi đã phát triển tất cả trên tất cả các lĩnh vực khá toàn diện, từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng ninh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng mỗi năm trên 10%, đời sống nhân dân luôn được quan tâm chăm sóc, là thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng trong người một năm. Đến như này chúng tôi đã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, có 11 xã trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 80,5 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 2.500 lần so với năm 2000. 100/100 tuyến đường do huyện quản lý được nhựa hóa, 100% đường do xã quản lý được cứng hóa bằng sỏi đỏ. Trong đó có trên 44% tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 99,8%. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông trung học được quan tâm đầu tư phát triển. Hiện toàn huyện có 39 trên 44 trường đạt chuẩn quốc gia. Một trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Xét công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%. Trước khi mà tái lập huyện là chưa có một cái trường nào đạt chuẩn quốc gia, cũng như là về cái trường lầu thì chỉ có 1-2 trường thôi. Nhưng đến giờ này thì cái hệ thống giáo dục của huyện Dầu Tiếng phải nói là có nhiều cái rất là lớn mạnh. Cụ thể như là trường lầu hiện nay là có 32 trường trên tổng số là 44 trường, chiếm tỷ lệ là gần 75% là trường lầu. Cái thứ hai nữa là cái công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cũng như là chuẩn quốc gia, thì đến giờ này thì cái trường chuẩn quốc gia Dầu Tiếng là đạt được 88%. Hiện nay, Dầu Tiếng đang tập trung đầu tư mọi nguồn lực để phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên của mình, phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Theo định hướng phát triển vùng đến năm 2040, huyện Dầu Tiếng sẽ có 5 phân vùng phát triển, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và nông nghiệp công nghệ cao. Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chung sức đồng lòng của toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, Dầu Tiếng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh.